ngoại trưởng Trung Nhật Hàn lần đầu gặp ba bên tại Tokyo sau hơn 5 năm. Ngoại trưởng của ba nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đang lên kế hoạch hội đàm vào tuần tới ở Tokyo mở đường cho cuộc gặp của các nhà lãnh đạo vào tháng sau. Truyền thông Nhật Bản ngày 7 tháng 8 dẫn các cuồng tin chính phủ nước này cho biết, ba nước đang xúc tiến tổ chức cuộc gặp cấp bộ trưởng vào ngày 23 đến 24 tháng 8 tới, cuộc gặp đầu tiên như vậy tại Nhật Bản trong hơn 5 năm qua. Các bộ trưởng dự kiến sẽ thảo luận chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên. Họ dự kiến cũng sẽ cam kết thúc đẩy hợp tác kinh tế, trong đó có việc tiến tới kết thúc đàm phán thương mại tự do ba nước. Quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc đang bị căng thẳng trong những năm gần đây do các tranh chấp về lãnh thổ và các vấn đề tồn động từ Thế chiến thứ hai. Cuộc hội sẽ mở đường cho cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề tượng đỉnh G20 vào tháng tới tại Hàng Châu, Trung Quốc. Ông Abe và ông Tập cho tới nay mới chỉ có hai cuộc gặp song phương kể từ khi họ nhậm chức vào năm 2012. Chuyến thăm tới Nhật Bản của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một Ngoại trưởng nước này dưới thời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Các nguồn tin cho hay Ngoại trưởng Nhật Bản Fumino Kishida dự kiến cũng sẽ có cuộc gặp gỡ song phương với người đồng cấp Trung Quốc và Hàn Quốc vào tuần tới. Ông Kishida nhiều khả năng sẽ hối thúc Bắc Kinh kiềm chế sau khi tàu của chính phủ Trung Quốc liên tiếp lại gần quần đảo tranh chấp Senkaku điếu ngư ở Hoa Đông gần đây. Ngoại trưởng Nhật Bản dự kiến cũng sẽ truyền tải tới người đồng cấp Yun Bunse thông điệp của Tokyo nhằm hàn gắn hơn nữa mối quan hệ với Nhật Bản sau một thỏa thuận mang tính bước ngoặt hồi tháng 12 năm ngoái nhằm giải quyết triệt để vấn đề về các phụ nữ bị ép làm việc cho quân đội Nhật trong nhà thổ trước và trong Thế chiến thứ hai các bạn vừa theo dõi video Ngoại trưởng Trung Nhật Hàn lần đầu gặp ba bên tại Tokyo sau hơn 5 năm. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!